Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số thông tin chính sẽ có trong chương trình. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn kiểm tra các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh tại huyện Nông Sơn. Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức tái xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Hạ tầng giao thông được đầu tư, cuộc sống đồng bào miền núi no ấm và hạnh phúc hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công cầu Nông Sơn và đường nối đầu cầu. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến công trình sẽ được gắn biển thông xe kỹ thuật vào ngày 5 tháng 10 năm nay. Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Công trình có tổng vốn hơn 127 tỷ đồng. Cầu Nông Sơn được xây dựng mới nằm cạnh cây cầu cũ. Ghi nhận tại công trường, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng đang tập trung mọi lực lượng để công trình kịp hoàn thành, đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 5 tháng 10 tới. 10 nhịp cầu thì đã lao được 9 nhịp, còn một nhịp thì chúng tôi đang cố gắng để mà chào mừng ngày đại hội đảng ấy, thì là nếu như thời tiết thuận tiện thì cố gắng là ngày mùng 5 tháng 10 thì hoàn thành nốt nhịp cuối cùng. Đơn vị thi công cũng cho biết cầu Nông Sơn cũ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, trong tương lai có thể tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho công trình. Tính đến ngày 13 tháng 9, dự án đã hoàn thành khoảng 80%, các hạng mục thi công của nhà thầu thực hiện đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trong thời gian vừa qua thì là mặc dù là có ảnh hưởng của dịch Covid-19 là nhà thầu là ở Đà Nẵng, thành ra là cái việc mà tập kết thiết bị, vật liệu và đặc biệt là nhân sự để thực hiện cho công trình là rất khó khăn, nên có chậm trễ một thời gian ngắn. Tuy nhiên là hiện nay là nhà thầu vẫn đang cố gắng tích cực trở lại để đẩy nhanh công trình và đặt mục tiêu là thông xe kỹ thuật để chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 22. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đơn vị thi công, đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ của công trình. Hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn vừa ký ban hành công văn số 5348 về thi đua nước rút chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung thi đua nước rút chào mừng đại hội, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 14 CTUBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy sức mạnh để đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tất cả các cơ quan, đảng, đoàn thể, nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà nước, trường học, bệnh viện treo cờ đảng, cờ tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2020. Khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn tại công văn số 1125 ngày 6 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.
vận động hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình, tổ chức tổng vệ sinh môi trường cảnh quan, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ và các cơ quan đơn vị liên quan bố trí pano áp phích, cờ phướng, băng rôn khẩu hiệu ở các trục đường chính, khu hành chính, khu đông dân cư, khu vực diễn ra đại hội. Các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư các công trình trong danh mục dự án đầu tư chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công, thông xe kỹ thuật, gắn biển công nhận hoàn thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban thi đua khen thưởng Quảng Nam, cơ quan thường trực ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 8, 2020-2025. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội để nghe báo cáo những nội dung liên quan đến công tác phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội báo cáo các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ trước, trong và sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22, như kịch bản phiên trù bị và phiên chính thức đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kế hoạch cổ động trực quan. Theo đó, đến thời điểm này, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đã chủ trì phối hợp với cơ quan báo chí trung ương, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và Báo Quảng Nam thực hiện nhiều phóng sự, tin bài, chuyên trang, chuyên mục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch cụ thể tổ chức họp báo trước đại hội và đang khẩn trương khảo sát, thống nhất vị trí phù hợp để thành lập trung tâm báo chí, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho khoảng 70 phóng viên tác nghiệp trong thời gian diễn ra đại hội. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và Báo Quảng Nam báo cáo cụ thể kế hoạch tuyên truyền đại hội, các phương án tổ chức truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp. Về việc tuyên truyền cổ động trực quan, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành phố Tam Kỳ và các huyện, thị xã, thành phố đang xây dựng, hoàn thiện việc trang trí, bố trí market các pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, không khí vui tươi phấn khởi chào mừng đại hội, cùng với đó đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội ra soát kỹ lưỡng tất cả các nội dung phần việc, đặc biệt là việc sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện kịch bản chi tiết phiên trù bị và phiên chính thức đại hội Đảng bộ tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cho biết sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và sẽ tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo. Chương trình thời sự chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Thưa quý vị, sản xuất công nghiệp tháng 8 vừa qua tiếp tục gặp khó khăn so với chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước với mức tăng 3,5% trong tháng qua và giảm 0,6% so với cùng kỳ. Thì mức tăng 2,6% của Quảng Nam được cho là vẫn chưa phản ánh hết tình hình khó khăn hiện nay của doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Thống kê trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Nam tăng 2,6% so với tháng trước và tăng hơn 10% so với tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, nếu tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh đã giảm tới gần 15% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm tới gần 15%, ngành sản xuất phân phối điện giảm trên 19%, sản xuất cung cấp nước, xử lý rác thải giảm gần 10%, công nghiệp khai khoáng giảm 6%. Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất giảm đáng kể so với cùng kỳ, như sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 39%, hóa chất giảm 26%, sản xuất xe có động cơ giảm 25%, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tre nứa giảm 14%, dệt giảm 10%. Sự sụt giảm này đã kéo theo đà giảm về chỉ số sử dụng lao động, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ số sử dụng lao động từ đầu năm đến cuối tháng 8 giảm hơn 5% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 11%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm hơn 2%, riêng khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 1,5%. Chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị, hơn 6 tháng qua dịch tả heo châu Phi tạm lắng và chính quyền huyện Hiệp Đức đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, hơn một tuần nay, trên địa bàn hai thôn Phú Bình, Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức tái xuất hiện dịch tả heo châu Phi của 4 hộ chăn nuôi với số lượng 5 con heo nái, 18 con heo thịt với trọng lượng 940 kg.
toàn bộ số heo mắc bệnh được ngành chăn nuôi thú y huyện lấy bệnh phẩm xét nghiệm với dương tính virus dịch tả heo châu Phi. Sáng ngày 14 tháng 9, tổ công tác của huyện phối hợp với xã Quế Thọ tiến hành tiêu hủy bắt buộc theo quy định đối với một heo nái và 11 heo thịt của hộ Nguyễn Văn Hồng, thôn Phú Cốc Tây. Trước đó, ngày 3 tháng 9, tổ công tác cũng tiến hành lập biên bản tiêu hủy 4 con heo nái của hộ ông Huỳnh Văn Vũ và hộ ông Nguyễn Lý Thanh, thôn Phú Bình. Để khống chế dịch lây lan ra diện rộng, chính quyền địa phương quyết định công bố dịch tả heo châu Phi tại địa bàn xã Quế Thọ, tăng cường kiểm tra giám sát giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, tổ chức bao vây phun thuốc tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại trên diện rộng, tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng dịch tả heo châu Phi. Chiều nay tại huyện Tiên Phước, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh đã cập nhật tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thông tin những lỗi vi phạm chủ yếu dễ dẫn đến tai nạn giao thông, tuyên truyền các nội dung cơ bản về luật giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn cho cán bộ hội viên nông dân về đội mũ bảo hiểm đúng cách, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các câu hỏi giao lưu với phần quà là những chiếc mũ bảo hiểm. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ cơ sở, hội viên nông dân, từ đó mỗi cán bộ, hội viên nông dân là một tuyên truyền viên nhằm góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông. Thưa quý vị, trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tập trung nguồn lực đầu tư nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại 6 huyện miền núi cao, đã có hàng ngàn tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và hàng trăm km đường giao thông hoàn thành, nối liền hai miền xuôi ngược. Có đường giao thông đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa mở ra, cuộc sống của hàng ngàn bà con thiểu số vùng cao giờ đã sang một trang mới, no ấm và hạnh phúc hơn. Phóng sự được thực hiện tại huyện vùng cao Nam Trà My. Đây là tuyến đường Tắc Phong, Tắc Ngo, có chiều dài hơn 8 km vừa hoàn thành. Từ ngày có đường, bà con thôn 1 đã dời nhà từ trên núi cao xuống hai bên đường. Gần đường, cuộc sống của hơn 100 hộ dân xê đăng giờ đã thay đổi rất nhiều. Vừa dựng nhà mới bên đường, tranh thủ mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ. Gia đình chị Hồ Thị Sương giờ đã thoát khỏi hộ nghèo và vươn lên làm giàu. Trước đây thì điện đài cũng chưa có, rồi điện nước sử dụng rồi. Kéo dây từ xa, nước suối xa lắc, rồi trừ thì đỡ có điện quốc gia tới nhà, rồi đi xe máy, rồi tới nhà. Gia đình có xe ô tô thì đi tới nhà cũng được. Bà con có lúc họ lên rừng rồi, họ ghé mua đồ mì tôm ăn đem lên rừng. Thu nhập thì cũng ra rai mỗi ngày đó, kiếm ít đồng, vài 300.000 cũng có. Tắc Phong, Tắc Ngo chỉ là một trong ba tuyến đường huyết mạch mà tỉnh Quảng Nam đầu tư tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. Với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng, tuyến đường dài hơn 50 km, vừa nối vùng sông Ngọc Linh, vừa thông thương với huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Khi hoàn thành, đã và đang mở ra cơ hội làm giàu cho người dân xê đăng vùng cao Nam Trà My. Mở đường cho người dân thì người dân cũng đã vận động người dân hiến đất, cây cối hoa màu để phục vụ các tuyến đường. Đi lại cũng rất là ổn định đối với người dân. Người dân cũng đã trao đổi mua bán, nhất là cái phiên chợ hàng tháng đối với sâm Ngọc Linh. Từ năm 2015 đến nay thì hộ nghèo của tên bà xã Trà Linh còn 27,51%. Đến nay 10 trên 10 xã là đã có cái đường giao thông thuận lợi, và từ xã về cho các thôn đến nay khoảng gần 70% là đã có đường bê tông giao thông đến thôn và đến khu dân cư, đến làng. Từ cái đó thì vấn đề điều kiện kinh tế xã hội của đồng bào ở Nam Trà My nói chung cũng có cái sự thay đổi về mọi mặt, đời sống tinh thần có cái sự chuyển biến rất là tích cực, là đời sống có đỡ hơn. Đầu tư phát triển giao thông cho miền núi luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Cũng chính nhờ tập trung quyết liệt, công tác chỉ đạo, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm mà trong 5 năm qua, tại 6 huyện miền núi thì có đến hàng ngàn tỷ đồng với hàng trăm km đường giao thông được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Điều này đã và đang mở ra cơ hội phát triển, giảm nghèo nhanh, mạnh cho khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam.
Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là kết thúc. Ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt. Bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường, mời quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, mặt bằng lãi suất tiền gửi đã giảm liên tục từ đầu năm đến nay, nhưng lượng tiền gửi của người dân và các doanh nghiệp vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng mạnh. Hai tháng gần nhất, 7 và 8 vừa qua, hầu hết ngân hàng thương mại trong nước đã điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn. Trong đó, mức giảm phổ biến là 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm một năm. Thậm chí một số ngân hàng đến nay đã giảm gần 1,5 điểm phần trăm một năm với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên. Thực tế, xu hướng giảm lãi suất tiền gửi đã được các ngân hàng áp dụng từ đầu năm khi tín dụng tăng trưởng thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng trên, lượng tiền gửi của người dân và các doanh nghiệp vào ngân hàng vẫn gia tăng liên tục thời gian này. Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho biết, nửa đầu năm 2020, tổng phương tiện thanh toán toàn hệ thống ngân hàng tăng 5,15% so với đầu năm, đạt trên 11,118 triệu tỷ đồng. Trong đó, tổng lượng tiền gửi của người dân vào các ngân hàng nửa đầu năm lên tới hơn 246.000 tỷ đồng, trong khi lượng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế là gần 171.300 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi ngày từ đầu năm có khoảng 1.367 tỷ đồng được người dân mang gửi vào các ngân hàng. Thưa quý vị, trong tháng 8, thanh khoản hệ thống ngân hàng đang ở mức dồi dào chưa từng có. Nguyên nhân có hiện tượng này được các chuyên gia lý giải là do việc tăng trưởng huy động cao hơn nhiều so với tín dụng. Số liệu mới nhất về tăng trưởng tín dụng 7 tháng chỉ là 3,47% và chắc chắn thấp hơn nhiều tăng trưởng huy động trong hệ thống. Thanh khoản ngân hàng tăng mạnh cũng là nguyên nhân khiến lãi suất liên ngân hàng giảm đáng kể và đang thấp hơn nhiều so với lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Thực tế thì huy động vốn của hệ thống ngân hàng cao hơn tín dụng trong bối cảnh lãi suất đầu vào liên tục giảm cho thấy người dân vẫn chọn kênh gửi tiết kiệm cho dòng vốn nhàn rỗi. So với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán đang biến động mạnh, bất động sản trầm lắng, tỷ giá USD Việt Nam đồng có xu hướng giảm, gửi tiết kiệm vẫn là kênh an toàn và sinh lời tốt. Với nhận định nhu cầu tín dụng vẫn chưa cao khi dịch COVID-19 vẫn chưa thật sự được kiểm soát ở nhiều địa phương, các nhà nghiên cứu cho rằng xu hướng hạ lãi suất tiền gửi thời gian qua còn được thúc đẩy nhờ việc Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 08 gia hạn thêm 1 năm đối với lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Thưa quý vị, lãi suất ngân hàng ngày đầu tuần 14 tháng 9 được khảo sát cho thấy các kỳ hạn ngắn hiện đang ở mức thấp nhất nhiều năm. Trong đó, kỳ hạn 3 tháng thấp nhất 3,65%, cao nhất 4,8%. Kết quả khảo sát thị trường tín dụng được công bố cho thấy, ở kỳ hạn 3 tháng,
lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp nhất là 3,65% tại Techcombank, cao nhất là 4,8% tại Vietcombank. Lãi suất trung bình 3,8% phổ biến tại các ngân hàng Vietinbank, BIDV, Agribank, Eximbank. Lãi suất ACB 3,9%, Liên Việt Postbank và Sacombank 4%, Đông Á Bank 4,25%. Báo cáo cập nhật mới nhất của ngành ngân hàng cho thấy, trong nửa đầu năm 2020, tăng trưởng thu nhập dịch vụ tại các ngân hàng niêm yết yếu đi đáng kể, khi chỉ đạt 9,9%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 42% trong nửa đầu năm 2019. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 9, giá vàng thế giới và trong nước đều biến động nhẹ. Nhiều dự báo tuần này giá vàng có thể vẫn sẽ bình ổn. Trong phiên giao dịch sáng ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng nhẹ hơn 8 USD một ounce so với giá mở cửa phiên giao dịch, lên mức 1.947 USD một ounce. Giá vàng giao tháng 2 năm 2021 cũng tăng nhẹ lên mức 1.963 USD một ounce. Trên thị trường vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng ngày đầu tuần, giá vàng SJC tiếp tục đi ngang, hầu như không đổi. Cụ thể, mỗi lượng vàng SJC có giá niêm yết mua vào ở mức 55,85 triệu đồng, bán ra 56,57 triệu đồng. Thị trường ngoại tệ tiếp tục ổn định như nhiều ngày qua. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường, bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.